thì thường á mình kéo lên tầm đây nè các bạn, là con này biết mình nó bắt đầu nó rung rung rồi nếu mình thả tay ra ha. Nhưng mà nè, mình đi lên đây nè, thả một tay ổn định không gì hết, thả hai tay thì nhìn kế ha, thì yên con Lexi nó gọn hơn nhiều, nhìn nó không có thể thao bằng, nhìn nó giống xe gia đình hơn các bạn. Nhưng mà cái đầu của nó thì nhìn nó ok. Hello các bạn, mình là GP đây. Thì nay là một cái buổi nara ha. Mình lấy con Lexi mình đi vòng vòng. Cái này cũng là thứ bảy các bạn. Để mình lấy con Navix của mình để kế Lexi cho các bạn coi thế nào. Thì đây, kéo nó các bạn, trong hầm nóng quá. Mình kéo nó xíu các bạn. Giờ này ngạt mũi nên thở hơi nhiều ha. Ok nè, thì nhìn kế ha, thì yên con Lexi nó gọn hơn nhiều, nhìn nó không có thể thao bằng, nhìn nó giống xe gia đình hơn các bạn. Nhưng mà cái đầu của nó thì nhìn nó bự hơn xíu nè, ngoài xa đuôi nè. Thì trên hình á sẽ thấy là nó bự, thực tế đứng kế nào viết thì nó cỡ cỡ nào viết thôi mấy bạn. Ok, để nào viết đi cái. Ok thôi, mình ghét cái của mình ghét cái kiểu này của con Lexi nè, là tại nó không có cái nắp như Navix các bạn. Thì Việt Nam mình mà chạy xe mà để điện thoại ở ngoài kiểu đó thì thấy không an tâm lắm ha. Ok, mặc dù nó cũng kính ở trong á nhưng mà không, mình cũng không an tâm lắm, mình thà mình để vô xe còn hơn. Ui, còn 2 vạch à. Giờ là 8:28 ha, 8:30. Đi một vòng thôi. Này con XDR mình nè. Nó thở hơi nhiều, xin lỗi các bạn nha. Tại vì mình hơi bị bệnh mấy bạn, dính mưa á. Cho nên người hơi mệt. Mà thôi, cũng ít ra video Naira cho nên mình ra một video Naira cho các bạn ha. Cùng với con Lexi luôn nè. Hello. Không biết này có mưa không ta? Mới tạnh mưa luôn hay sao? Còn mưa lâm râm nhỏ nhỏ, nhỏ lắm luôn. Naira mấy nay toàn là mưa không các bạn. Ồ cái gì vậy? Cái màn hình ngoài sao chiếc xe kìa. Trời khá mát ha, mới tạnh mưa cho nên là khá mát. Chơi con xe này thì hơi bạn nào chắc cũng biết à, mình mà sở hữu một con xe nào đó mới quá thì cũng chưa hẳn là có một cộng đồng nào lớn đâu, hoặc là sẽ có những người chơi chung với mình đâu. Cho nên là mình chạy con Sexy này ngoài đường nữa các bạn, là thấy con mình chạy à. Để xíu nữa mình cho các bạn coi con này nó có bị cái bệnh Yamaha như con đã viết xong ha. Thì cái bệnh đó là kiểu mà mình kéo lên cao á rồi đầu nó rung, thì mấy con mấy con Honda nó không gặp tình huống đó, đầu nó khá nặng hơn. Còn Lexi này thì đầu Yamaha thì thường làm đầu xe nhẹ hơn và kiểu trang bị dàn chân nó cũng không bằng các bạn, không bằng Honda.
Yamaha nó bằng Honda, thành ra là đi nhanh tốc độ cao thì có thể xe bị rung đầu, mất ổn định một xíu, chứ cũng hẳn là vấn đề ha. Mình nhớ mình có là mình có làm một cái TikTok, một video TikTok, YouTube YouTube Short cũng có các bạn, nói về cái vấn đề mà cái gì ta, cái con NVX V2 của mình nó bị gặp tình huống là lên 70 trở lên á, nó sẽ bị mất ổn định đầu, nó rung cái đầu luôn. Không phải là rung nữa mà là nó lắc á, nó lắc. Chứ rung là một kiểu khác rồi, rung là rung động cơ rồi. Còn cái rung động cơ kia là trên con AB nó sẽ bị ở những dòng tua đầu. Còn cái này thì lắc đầu. Thì cũng không có gì đâu. Đi trong phố không gì hết. Đi xa mà gặp những tình huống như là ra hiệu, các bạn cần chỉnh gì đó. Thực sự nếu mà trên đường các bạn chạy á, có phải 100%, ví dụ mấy bạn chạy 30 phút đi, 30 phút chắc mấy bạn có chắc chắn là sẽ lúc nào cũng hai tay mình lên cái tay tay lái không? Thậm chí trước khi mình làm motovlog mà mình sử dụng nón, sử dụng đồ này kia, không phải lúc nào mấy bạn cũng để hai tay lên đầu xe đâu ha. Thì nếu mà ví dụ các bạn đang chạy nhanh đi, thả tay ra thì sẽ bị lắc đầu như con NVX mình nói đó. Mình đang nói ví dụ của con NVX ha, nhưng mà mình không có che trước đó. Mình đã nói nhiều lần là mình rất thích con NVX, con xe đầu tiên của mình. Thậm chí là mình đã chạy những con xe mắc tiền hơn, SH này kia, mình vẫn sẽ mê NVX hơn, chỉ vì cái cảm giác lái mấy bạn. Cảm giác lái quá đã luôn. Bản thân mình cũng chưa trải nghiệm phân khối lớn. Trải nghiệm thì nếu mà ngồi lên và chạy tầm 5-10 phút ok thì cũng có. Nhưng mà nếu mà đã kéo lên tốc độ cao hay gì đó thì chưa. Cho nên những con tay ga mà mạnh đó đem lại cảm giác đã là mình đã nói rồi đó. ADV, NVX, A1160 có luôn. Nhưng mà tại vì mình không thích thiết kế nhỏ quá của con đó ha, cho nên là cho nên mình cũng không nói tới con đó nhiều, con AB160 nhiều ha. Ui trời ơi, còn một vạch à, mình cũng không đem nhiều tiền hết. Con Naira này coi như chạy hết xăng luôn. Thì nói chung là xíu nữa mình sẽ nói tới phần xăng, nói tới cái phần mình chạy cao lên tốc độ á, thì mình sẽ nói, mình sẽ coi thử xe nó có bị tình trạng như đã viết xong ha, cái đầu lắc hay không. Nhưng mà một điểm trừ của con này nữa là, như một điểm trừ khác mình đã nói là cốp nè, cốp nhỏ quá. Thôi thật ra để đủ đồ cho hàng ngày mấy bạn, nhưng mà ví dụ mấy bạn có muốn để thêm, mình đi mua đồ hay gì đó, mình để thêm đồ, mà ví dụ ở trỏng đã có cái nón hay gì đó thì sẽ không để được thoải mái đâu, để được những đồ nhỏ thôi. Thậm chí mới đây mấy bạn thấy mình đã để một cái nón nè, một cái nón 1/2, một cái áo mưa ha, như là một cái áo lạnh, một cái hoodie, là hoodie dày luôn, thì vẫn đóng cốp thoải mái. Nhưng mà nếu mà để thêm đồ á thì để được ít thôi mấy bạn. Cái điện thoại nè, cái bóp. Bạn nào bóp dày á, bóp nhiều tiền á thì để càng mệt hơn ha. Nhưng mà mình thì mình ít tiền á, mình bóp mình không bao giờ bóp, mình nhiều nhất lúc nào cũng là tờ 100 là cùng. Bởi vì một cái nữa là bình xăng khá là nhỏ, xe thiết kế khá là bự. Giống như nãy mình đã cho mấy bạn coi nó đứng kế nào viết rồi đó. Nhưng mà dung tích bình xăng nhỏ ha, 4 lít mấy mà mấy bạn, 4 lít 5 gì á, thì khá là nhỏ cho một con xe bự ha. Cho nên là con này chỉ có 2 điểm trừ đó thôi. Nhưng mà như mình đã nói rồi đó, Yamaha đem lại cảm giác chạy rất là đã và mượt.
cho nên là mình thích cái cảm giác lái hơn. Cho những bạn nào mà từ một con xe số qua đó thì thực ra cũng đâu có cớp đâu mấy bạn, cớp cũng đâu có rộng bằng những con xe tay ga khác. Thành ra là nếu mà từ một con xe số đi qua, hoặc là xe tay côn đi qua một con tay ga như thế này thì cớp như vậy cũng thực ra cũng đủ rồi. Cái này suy nghĩ của mình ha, còn mấy bạn có suy nghĩ khác thì không gì hết. Mình chơi xe thì mình cũng phải biết là mỗi người có một gu khác nhau, mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Thành ra là cứ theo quan điểm của mình, đồng ý theo quan điểm của người ta chứ đừng cãi mấy bạn. Mình là sợ nhất là không thích cái này thì sẽ phải chê người khác, chê cái đồ người ta, người khác chơi, người khác dùng. Vậy thì thôi, không đúng đó các bạn. Mình thích cái nào mình thích cái đó, chứ đừng có ghét cái đồ của người ta các bạn không. Mình cũng có nghe những bạn khác nói là chỗ đây chân không thoải mái ha. Không, mình thấy ok mà. Mình chân lớn các bạn, chân size 45 nè, mình bự mà. Dài mình tới size 45 lận, size 11 US ha. 11 Mỹ. Hoặc là 10.5, 12 gì của size châu Âu á. Cho mấy bạn coi mình để nè, đôi Air Force ha, bự. Mình để chân thoải mái luôn nè, thậm chí còn dịch lên một xíu được. Thoải mái không gì hết. Còn nếu mà nó cong cong một xíu á, đôi dài á, thì cái đó là tại vì mình mang, mình cong chân á, cong cái chân lại á, thành ra thì nó cong, thì nó như vậy rồi. Nhưng mà nói chung mình thấy cái để chân thoải mái lắm, không gì hết. Mình bị cái thời gian mình ra đường cái là mình cứ chạy cái đường này hoài các bạn, nó quen thuộc quá rồi. Để mình chạy đường khác ha, chứ không mình cứ nói chuyện với họ mình chạy ra quận 1 tiếp á, cái là cũng video lặp lại cái quãng đường ha. Quẹo khúc này. Ui trời ơi, không thấy xi nhan chỗ này, khúc này quẹo được không ta? Thôi xíu nữa lên kia quẹo ha, chứ đây cũng hơi mất công á. Hiện nay là tối thứ bảy 8:30, mình cũng vừa mới tắt máy xong. Thành ra là mình đi một vòng thôi. Sẵn là mình cũng thấy là chưa có ai lên một video night ride với con Lexi này hết. Trên YouTube toàn là những video review, những video cảm nhận chiếc xe này kia đó. Thì chưa có một video night ride hết. Có khi nào mình là người đầu tiên không mấy bạn? Cho nên là mong là vậy, có thứ gì đó lạ lạ. Người đầu tiên chạy Lexi đêm Sài Gòn, xe này quẹo ghê quá. Ok, nhưng mà thôi mình quẹo ở đường quận 7 ha, quận 4, quận 7 thì con NVX á, thì ở tốc độ 60 trở đi ha, nó sẽ gặp tình huống là lắc cái đầu. Khúc này có đường quẹo để mình kéo nhẹ lên thôi, tầm 70 thôi. Bữa thật ra mình cũng có thử rồi, nhưng mà mình muốn lên video mình cho mấy bạn coi nó có gặp tình huống hay không ha. Đợi mình xíu ha. Thì thường á, mình kéo lên tầm đây nè mấy bạn, là con này biết mình nó bắt đầu nó rung rung rồi nếu mình thả tay ra ha. Nhưng mà nè, mình đi lên đây nè, thả một tay ổn định, không gì hết. Thả hai tay không gì hết, không bị đâu. Con này không bị, không gặp tình huống đó mấy bạn. Mình quên nói là mình đã cũng đã thử rồi, nhưng mà mình muốn lên video cho mấy bạn coi ha. Thì nó không có gặp tình huống như là lắc đầu như con NVX đâu.
Thì nếu mà bạn nào thắc mắc về cái vấn đề chiều cao yên, rồi xe này cao mét mấy ngồi được hay sao, thì bồ mình là 1m53 ha. Bữa hồi thì bồ mình cũng đã cho mượn nhiều chiếc để chạy thử của mình, và chưa có con xe nào mà bồ mình khen là lái thoải mái, thậm chí là chở mình thấy thoải mái. Một thằng 110kg ha, bồ mình nhỏ con đó bạn, 1m53 à. Cho nên là mình khá ngạc nhiên, mình ngồi sao mình cũng thoải mái lắm. Vấn đề phục đơn hả, không sao hết. Đi qua những cái gờ mình thấy vẫn êm, không có gì, mình thấy không có không có mỏi lưng, không có đau lưng, không có khó chịu gì hết đấy. Còn nếu mà chạy nhanh qua gờ thì xe nào chả khó chịu, trừ khi là mấy chiếc adventure vẫn hơi lớn thôi. Thì nói chung phục đơn ok. Mình nói chứ như đập lại là chỉ có cái cốp với cái bình dung tích bình xăng thôi ha, là điểm trừ của nó vậy thôi á, chứ không có gì khác mà mình ghét về con này á. Nếu mà ghét thì cũng không phải ghét, nhưng mà nếu mà hãng á cho một cái kính chắn gió cao hơn một xíu thì nhìn xe nó sẽ đẹp hơn đó các bạn. Từ khi mình chạy con ADV á, nó có cái kính chắn gió cao á, chỉnh được nữa. Thì chạy á, cảm giác lần đầu tiên mình chạy mình thấy ô, con này lên tốc độ cao thoải mái quá ha. Thì sau này nếu mà ra đồ chơi thêm của con này, có thể mình sẽ lên một kính chắn gió bự hơn. Nhưng mà như con Navis của mình á, thì kính chắn gió zin, kính chắn gió thì cũng không hẳn trên con Navis là kính chắn gió, nhưng mà nó là cái mão thôi, mão chắn gió hay là cái mão đầu gì đó. Thì trên con này thì nó cũng thiết kế như màu đen màu tối nữa các bạn, nhìn nó mạnh mẽ hơn ha, thay vì là màu sáng. Thì nếu mà sau này có một cái kính chắn gió cao hơn và màu đen giống vậy nè, thì nó sẽ hợp xe và nó sẽ đẹp hơn. Mình thấy xe nào cũng vậy á, xe nào mà gắn cái kính chắn gió cao lên xíu, mặc dù là AB hay gì á, nó vẫn đẹp á, vẫn đẹp nha, mình thấy vẫn rất ok. Đó bạn thấy không, nãy giờ chạy ngoài đường đâu ha, chạy Lexi đâu, có một mình à. Thì vừa cảm giác nó kiểu nó khác biệt, nhưng mà cũng một mình thôi. Không ai chạy với con này hết. Nhiều anh em chê, nhưng mà lúc đầu thì thấy rất nhiều anh em chê ha. Sau này thì nó ra được một thời gian đó, tầm đó, nếu mà nó ra được tháng như ta, tầm đó tầm ra cũng được kiểu mọi người chơi nhiều hơn xíu, tầm một tháng nay rồi. Thì mình thấy có nhiều người có ý kiến tốt về con này ha, kiểu khen con này nhiều hơn này kia. Mới đây mình kéo một xíu ha, thì nó giật vẫn ok ha. Cái gì? Nó chỉ là không có cho cái cảm giác như con đã viết là nó bóp, kiểu nó giật giật thôi, giật mà mượt á. Thì không, nhưng mà nó êm, kéo là nó mượt, nó êm lắm, nó đầm mái lắm. Mà bữa mình còn thay cái nhớt đầm nữa mấy bạn, đang xe này nó còn chạy, nó còn đầm, nó đã hơn nữa. Về cảm giác đầm á, thì nó không cho cảm giác như con Vespa đâu. Mình nói thiệt, không con xe nào êm bằng Vespa đâu. Vespa quá êm luôn các bạn. Nhưng mà nó cho đầm, cho cảm giác đầm như là mấy bạn tưởng tượng chạy một con này biết sao, nhưng mà tinh chỉnh qua cho nó đầm á. Nhưng mà nó vẫn bóc mượt, mượt ha, chứ không phải là bóc mạnh và giật như là viết sao. Giật thì cũng không hẳn, nhưng mà bạn hiểu ý mình mà. Thì nếu mà bạn nào coi những video của mình rồi đó, biết mình sở hữu những con xe nào rồi đó, thì nếu mà muốn so sánh giữa những con xe đó với nhau á, thì ok cũng được, mình sẽ lên một vid. Nhưng mà thật ra thì nếu mình làm một mình với bạn, mình
mình không có ai làm cái này chung, hay là xe mình đó thì mình tự chạy à, hoặc là mẹ mình mượn chạy thôi. Nhưng mà nếu mà bạn nào thích thì mình sẽ nhờ ai đó chạy xe của mình và mình chạy theo một chiếc khác, mình quay lại ha. Ui trời ơi, sao mà xe nhanh trễ quá vậy. Mình khá là quan trọng vấn đề xe nhanh ha, tại vì mình thì mình thay hay nhìn đích xe của người khác, tại vì để mình biết là mình có nên vượt hay không. Thì rất là nhiều người chạy mà không xài xi nhan, toàn là đã bẻ đầu xe rồi, đã quẹo tới nơi rồi mới mở, hoặc là thậm chí mở mở ngực, hoặc phải mở xi nhan trái, hoặc trái mở xi nhan phải ha, thì khá là kỳ ha. Sao chú này nay chạy chậm hay lạ ta, VinFast thường chạy nhanh lắm. Ui trời, cái gì đây, sao rối quá vậy. Đường này cũng là đường đi học của mình, mình không có đường đi đường này, nhưng mà đường này nó cũng tới trường mình được. Thì hồi đó mình hay qua quận 7 lắm. Nếu mà không đi quận 2, quận 1 thì chỉ là đi quận 7 thôi, hoặc là quận 10. Hồi đó đi quận 10 nhiều, sau này thì ít hẳn rồi các bạn. Nhưng mà hồi đó qua quận 7 nhiều, tại vì đồ ăn bên đây ngon các bạn. Mình đi hoài à, qua bên đây ăn đi, đồ ăn rất là ngon luôn. Ở đây mình chạy qua một cái ổ gà cũng khá là bự một xíu à. Thì nó không cho cảm giác khó chịu đâu, cũng như Navis vậy. Navis thì lúc mà mình chạy á, con cái phụ của nó khá là mềm mấy bạn, cảm giác nó mềm lắm. Lúc mà mình chạy mình nghiêng người một xíu, nghiêng xe một xíu để mình cua hay gì á, thì nó sẽ gặp tình huống là nó mềm mấy bạn, phục mềm á, cho cảm giác không có chắc ăn ha, nhưng mà vẫn ổn. Nói chung là nó không có cho cảm giác chắc ăn như những con như là ADV rồi, nói chung mấy con Honda thì trang bị ok hơn nhiều. Nhưng mà nói rồi, mình không có ghét Navis, mình rất thích vì cảm giác lái và thiết kế ha. Lốt cũ mình cũng hay đi đường này nè, nhưng mà buổi tối nó ghê lắm bạn, tối đông lắm. Ây à, đây hơi tối ha, đèn zin á. Nếu mà nói về vấn đề đèn zin con này ha, thì được ra đi trong phố thì cũng ổn, nhưng mà cho mấy bạn mà hay đi xa, nhà xa hay đi những đường đường bự á, thì có thể sẽ chê cái đèn. Nhưng mà thật ra đèn đèn của những con xe mới bây giờ, thậm chí là phân khối lớn ha, thì thiết kế đèn nó tối hơn hẳn ha, tối hơn hẳn những đèn thiết kế năm trước, những năm trước ha. Đường này nó hơi gồ ghề các bạn, đi nó đục. Nhưng mà thì con xe nào mình thấy thiết kế đèn nó cũng tối hết á, cho nên là vấn đề đèn thì mình đừng có đòi hỏi nhiều. Hãng làm như vậy để cho giữ cái độ độ bền ha, độ bền của đèn á, cho nó dài lâu hơn. Nếu mình không nhầm á, không biết đường vô đây GoPro nó có tối không. Mình chạy tối thì mình đã chỉnh đèn, mình chỉnh setting cho buổi tối rồi các bạn. Thì mình có một buổi setting riêng, một cái cho trời sáng và một cái cho trời tối. Nè, bây giờ mình đang chạy đường xấu nè, đường đá không à, nhưng mà chạy cũng tầm 60, cũng quẹo cua này kia đó, thì khá là không có khó chịu ha.
phục á. Ừ. Mà hứng gió gì cũng đủ rồi. Sáng nay mình thức sớm á cho nên là mình đi dạo dạo một xíu thôi, sẵn một cái Naira Lexi mình nói cảm nhận một xíu sau sau cái video cảm nhận đầu. Ui. Ôm ở đây mình kéo một xíu à, thì nó vẫn bóp ha, nhưng mà nó mượt à, nó êm, nó đầm như mình đã nói nhiều lần à. Lý do mình ít ra quận 7 ha, thì bây giờ đang sửa đường các bạn, hình như là đang làm cái hầm á, đang xây hầm á, đường Nguyễn Văn Linh này nè, thành ra là đường còn đông hơn hồi trước nữa. Mà đường đông này đi mệt lắm, thế nên mình cũng ít đi hơn à. Nhưng mà hồi Tết nay mình có đi ra Hà Nội các bạn, thì cái đường lớn của Hà Nội, ừ, biết là mặc dù ở ngoài đó chạy xe khá là ghê ha, thậm chí nhiều bạn ở Hà Nội cũng comment vào nói là Sài Gòn chạy xe hiền hơn. Hiền thì cũng hẳn hiền các bạn, tùy chỗ này chỗ kia ha, nhưng mà Hà Nội thì nó ghê hơn hẳn. Nhưng mà đường thì đẹp nha, đường Hà Nội đẹp, mình thấy đó, đường Hà Nội đường lớn á, khoảng thường mình thấy đẹp lắm. Cho nên cái đường lớn lớn Nguyễn Văn Linh đây nè, làm những cái hầm á, thì là mình nhớ tới mình không nhớ tên ha, nhưng mà cái đường nó dừng ngày nào, lúc đó mình đi với bồ mình á, thì ngày tối nào mình cũng đi với bồ mình ra đó. Ui trời, cái này chạy hay sao ta, chết mẹ. Thôi đổ đây hả các bạn, chứ giờ tự nhiên mình không thấy, qua khỏi rồi mới thấy. Đường Nguyễn Văn Linh thì mấy bạn đi cẩn thận ha, xe container, xe lớn nhiều. Ui, đèn xanh rồi. Trời ơi, mới đây tự nhiên container quẹo gấp, mình còn biết ông quẹo nữa, thì ông mình tưởng ông bấm kẹn là tại vì đèn xanh thôi, không chạy lẹ là thôi. Thực ra một thứ về mình á là thường ngày mình ít nói đó các bạn, nhưng mà lúc mà chạy xe thì cảm giác nó tự do ha. Thành ra mình cũng thích làm vlog kiểu này, tại vì bản thân mình hồi đó hay coi vlog của những người motovlog khác á, Việt Nam hay nước ngoài gì đó, thì mình rất thích kiểu mình đang làm một gì đó, mình đang ngồi máy á, thì ngồi nghe những người đó nói về xe, về đời sống hay gì đó. Thì nói chung mình thích điều đó, và giờ mình đang làm cái đó và có người ủng hộ thì mình cũng vui mày. Chứ thật ra mình nói ít lắm, nói rất ít luôn, mà không hiểu sao lên vlog mình nói nhiều quá trời. Nè, qua cái G nè. Phục vẫn êm, không thấy có vấn đề gì hết. Thì cái này mình đang chạy một người, thì con nào viết á, cái phục sau nó vô những cái G như những ổ gà, thì người ngồi sau sẽ không có thoải mái lắm hả. Cái G này hơi cao, trong những xin một phải nha, nhưng mà sẽ lục rồi.
Rồi, nhưng mà cũng gần 9 giờ các bạn. Mình sẵn một cái Nairide, mình nói cảm giác một xíu thôi ha, về con Lexi 155 này. Thì bạn nào còn câu hỏi gì hay đó, hay là góp ý gì đó thì cứ comment cho mình biết nha. Mình rất là thích đọc comment của các bạn nha. Mình tương tác rất nhiều giờ comment á, cho nên là bạn nào có góp ý gì hay là ý kiến gì cứ để cho phần comment cho mình biết. Nhưng mà thôi, giờ mình chuẩn bị đi về nha. Mình xin kết thúc vlog tại đây. Bạn nào thích kênh mình thì cho mình một like nè, subscribe mình, ủng hộ mình. Ok, cảm ơn mấy bạn đã xem video này nha.